Huy xin kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị xem qua 5 sản phẩm xe Toyota Fortuner đang có mặt tại đại lý chính hãng Toyota Hiroshima Tân Cảng. Hiện tại thì với Fortuner máy dầu bên Huy có 2021 máy dầu số sàn màu trắng, và với số tự động thì bên Huy có máy dầu số tự động phiên bản đặc biệt Legender sản xuất vào năm 2022 quý anh chị, màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Và về máy xăng thì hiện tại bên Huy đang có 2017 màu bạc, 2021 màu đồng anh kim và 2022 màu bạc. Huy mời quý anh chị cùng Huy xem chi tiết ạ. Toyota Fortuner máy dầu số sàn sản xuất vào năm 2021 màu trắng quý anh chị. Fortuner với rất là nhiều ưu điểm như là sự bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, giữ giá tốt. Vì sao giữ giá tốt quý chị? Vì bền và cái kiểu dáng mẫu mã thiết kế nó không có lỗi thời xíu nào đâu quý chị. Đây là một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ, máy dầu số sàn. Hiện tại thì máy dầu số sàn không được Toyota sản xuất nữa, cho nên những chiếc xe như thế này cực kỳ hiếm. Và đặc biệt là màu trắng là một trong những cái màu chuộng nhất nha quý chị. Cho nên là xe này chắc chắn là bên Huy sẽ bán khá là nhanh. Đấy, ghế là được trang bị ghế da 7 túi khí, hộp số có chế độ Eco Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Do xe mới vừa về bên Huy chưa có spa, chưa làm đẹp cho nên là một số chỗ nó hơi dơ thôi. Còn odo của xe đây, đấy, chuẩn như quý vậy. Rồi đầu DVD, camera da, cách nhiệt cho phần chăn, cửa đóng rất là chắc quý vị. Fortuner rất là bền bỉ. Và với dung tích động cơ 2.4 lít, nhưng mà Fortuner thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy đường đường chỉ đâu đó khoảng 6.09 lít trên 100 cây số. Wow, quá tiết kiệm luôn quý chị. Cho nên là vì sao Fortuner là một trong những cái mẫu xe được khách hàng tìm kiếm rất là nhiều. Và với giá niêm yết của mẫu xe này, bên Huy đang niêm yết với giá là 850 triệu. Thì quý anh chị đang có nhu cầu mua về sườn như gia đình thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn để quý chị mình mua về sử dụng. Đấy, với một chiếc xe gia đình đi thì những chiếc xe như thế này thì cực kỳ bền bỉ, cao ráo, những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có đầy đủ hết, 7 túi khí, sự rộng rãi, gầm cao, cân bằng điện tử có đầy đủ hết. Và cái mẫu này là mẫu mới, đèn là đèn bi led, có tính năng tự động bật tắt, chưa giãn đường, tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn, cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đấy, mẫu mới nhất hiện tại của Fortuner. Toyota Fortuner Legender, một trong những phiên bản đặc biệt của Fortuner máy dầu quý chị, số tự động, sản xuất vào năm 2022, xe còn rất là mới và đẹp, bản Legender đặc biệt. Bản này nó sẽ cao hơn so với phiên bản thường là 150 triệu là với xe mới quý chị. Có rất là nhiều tính năng được trang bị như là camera 360 độ này quý chị, đèn thì được trang bị thiết kế là đèn 4 bóng đèn cốt, 4 bóng đèn bi quý chị, gồm có 2 cốt 2 pha tách biệt nhau và có tính năng tự động bật tắt, chờ dẫn đường và cụm đèn rất là đẹp luôn. Cùng với đó là thiết kế cản nhìn thể thao mạnh mẽ, trang bị 2 cảm biến khoảng cách ở phía trước, đèn cản cũng được trang bị là đèn led và bóng đèn xi nhan cũng được là trang bị là bóng led luôn anh chị, màu 18 inch rất là thể thao. Màu trắng ngọc trai là một trong những cái màu đắt nhất hơn so với các phiên bản khác là hơn so với các màu khác là tới 8 triệu lận. Tay nắm cửa mặt rôm, công tắc đầu cửa thông minh, rồi nẹp chân kính mặt rôm cũng được trang bị. Rồi dán phim che mưa và đặc biệt là nội thất bên trong thể thao mạnh mẽ sang trọng. Ghế chính điện 8 hướng, 7 túi khí, hộp số với những cái ốp gỗ rất là đẹp. Và xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử. Trang bị camera 360 độ, đầu DVD lớn hơn quý vị, lớn hơn 8 pin và có thể kết nối với điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Có map dẫn đường luôn quý vị, hệ thống điều hòa tự động. Đấy, có gương chống chó tự động trong xe luôn, ốp gỗ bọc da, có những phím điều chỉnh âm lượng nằm thoại đánh tay, công tắc cruise control, gạt tự động chạy đường trường rất là sướng quý chị. Cùng với đó là khởi động nút bấm start up, hệ thống đèn thì anh chị chỉ việc để chế độ auto thôi, đèn tự động bật sáng. Và đặc biệt có cốp điện có đá cốp luôn quý chị nha, có đá cốp luôn. Đấy, một trong những mẫu xe rất là đặc biệt của Toyota Fortuner máy dầu phiên bản Legender. Xe thì đi được 58.000 cây và giá niêm yết của mẫu xe này thì hiện tại bên Huy đang niêm yết với giá là 1.072 triệu. Cụm đèn Legender rất là đẹp luôn quý chị, khá là sáng,
dễ quan sát. Cảm biến sau thì cũng có tới 5 cảm biến luôn, 5 cảm biến nha chị. Cốp điện có đá cốp nha, có đá cốp. Vỏ còn nguyên bản theo xe, vỏ sau cua là chưa hạ luôn quý vị, chưa hạ. Phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay, thì chúng ta có thể vay được tới 75%, ưu đãi giá cực kỳ tốt. Xe lướt 12.000 cây 2021. Chắc có nhiều anh chị cũng sẽ thắc mắc vì sao 2021 tới giờ đi được có 12.000 cây. Thực sự xe chủ xe đậu không thôi. Nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất xe mới là anh chị biết rồi. Ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí. Ghế da màu đen. Đây, hộp số. Hộp số thì có chế độ Eco Power, hộp số 6 cấp nha quý anh chị nha. Có đầu DVD 8 pin kết nối Apple CarPlay và Android Auto như một cái điện thoại, kết nối với điện thoại thông minh được quý anh chị. Ok rồi. Hệ thống điều hòa tự động nha. Xe này có cốp điện đầy đủ. Khởi động bằng nút bấm Start Up. Đây, công tắc cruise control. Có lại chỉnh số rung vô lăng. Đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt. Gương chống chói tự động trong xe. Đấy. Xe này thì sản xuất vào năm 2021, máy xăng một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia, mâm 18 inch. Đấy, anh chị nhìn nè, mâm cực kỳ đẹp. 18 inch, đèn toàn bộ là đèn LED nha quý chị, đèn LED nha. Đèn LED nha. Đấy, đèn LED này, cảm biến khoảng cách từ phía trước nè. Xe rồi còn rất là mới quý chị. Đấy. Màu đồng anh kim. Giá niêm yết của mẫu xe này là 962 triệu và đang hỗ trợ bớt tốt nha quý chị nha. Lướt như mới luôn, 12.000 cây. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất vào năm 2022 quý chị. 2022 màu bạc. Xe còn rất là đẹp, được trang bị hệ thống đèn bi LED nha quý chị nha, bi LED có tính năng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn và có tính năng chờ dẫn đường luôn. Và với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, sang trọng, rất là đẹp. Cảm biến khoảng cách ở phía trước thì có 2 cảm biến, ở phía sau thì có tới 4 cảm biến. Đèn cản cũng được trang bị đèn LED và đèn xi nhan thì được đưa xuống dưới cản nha quý chị. Mâm trang bị là 18 inch. Hiện tại thì xe này đi được 41.000 cây nha quý chị. Cửa còn đóng rất là chắc, còn bảo hành hãng đầy đủ hết. Tay nắm cửa mạ chrome, có công tắc rau và cửa thông minh. Nẹp chân kính cũng được trang bị là mạ chrome. Nội thất bên trong màu chủ đạo là màu đen. Nội thất còn rất là đẹp quý vị. Lót sàn, ghế da là nguyên bản theo xe. Ghế chỉnh điện 8 hướng ở bên tay và bên phụ đều được chỉnh điện 8 hướng nha quý vị. Fortuner ngồi cao ráo rộng rãi và ghế thì cực kỳ ôm, cho nên là anh chị đi khá là thích. Với hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco Power và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Thì đây là một trong những cái mẫu xe giúp cho quý vị trải nghiệm với độ cách âm tốt, khả năng vận hành, khả năng tăng tốc khá là ok nha quý chị. Có cốp điện, đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt, vô lăng ốp gỗ bọc da, có những phím điều chỉnh âm lượng, đồng thoại tay, điều khiển giọng nói, có lại chỉnh số trên vô lăng, rồi có công tắc cruise control, cùng với đó là khởi động bằng nút bấm start up. Đầu DVD 8 inch quý chị, 8 inch nha, có thể kết nối với điện thoại thông minh. Hệ thống điều hòa tự động, một chiếc xe rất là sang trọng. Đó, thì anh chị nào mà mua về sử dụng gia đình thì anh chị lái những sản phẩm như thế này đi cực kỳ thích. Có gương chống chói tự động trong xe luôn quý chị, gương chống chói tự động trong xe luôn. Đấy, một chiếc xe khá là chất lượng màu bạc nha quý chị. Và hiện tại thì bên Huy cũng đang chuẩn bị về một chiếc xe máy xăng 2018 màu bạc, xe đi 37.000 cây, một trong những chiếc xe cũng rất là đẹp. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Với chiếc xe này thì hiện tại 2022 bên Huy đang niêm yết với giá là 975 triệu. Và chiếc xe bên cạnh này là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất vào năm 2017 các anh chị. 2017 68.000 cây thì bên Huy niêm yết với giá là 705 triệu. Về động cơ và hộp số thì cũng tương tự như chiếc xe 2022 Huy vừa giới thiệu cho quý anh chị. Hãy ốp gỗ, bọc da, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, lại chỉnh số trên vô lăng. 2017 thì chưa có công tắc cruise control, 2018 thì có rồi nha quý chị. Khởi động một nút bấm start up, đầu Android được chủ xe trang bị cùng với camera hành trình ghi hình. Một chiếc xe khá là chất lượng, phục vụ cho quý cô chú anh chị sử dụng gia đình. Thì đây là một trong những cái mẫu xe khá là chất lượng. Thì đó là thông tin sơ lược để cho quý anh chị mình nắm. Thì quý anh chị nào thích sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Huy theo số điện thoại trong màn hình hoặc là qua Zalo để Huy tư vấn rõ hơn cho quý anh chị.
Vừa rồi là những chiếc xe Toyota Fortuner đang có mặt tại đại lý chính hãng của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì quý anh chị thích mẫu xe nào thì anh chị vui lòng liên hệ Vui theo số điện thoại trên màn hình. Vui sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để cho quý cô chú anh chị mình có thể mua về sử dụng cho gia đình. Và Vui xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Vui xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Vui xin kính chào và hẹn lại quý anh chị.